Với phương châm đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội 5 Công đoàn Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ tư, đồng thời xác định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong 5 năm tới. Tổng công ty cho biết trong nhiệm kỳ qua, toàn tổ hợp tổng công ty đã phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp giữ vững thị trường trong và ngoài nước. Nhiều phong trào thi đua đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của tổng công ty như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào sáng kiến tiết kiệm, triển khai tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023, Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty khóa 5 sẽ tập trung vào việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, phấn đấu tỷ lệ tổ công đoàn bộ phận vững mạnh, công đoàn cơ sở vững mạnh đạt từ 90% trở lên, bình quân hàng năm mỗi công đoàn cơ sở có tổ chức cơ sở đảng giới thiệu ít nhất 5 đoàn viên công đoàn ưu tú để xem xét kết nạp đảng.